Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Nếu anh em đang muốn tìm cho mình một bộ đèn nền backlight TV mà vẫn còn phân vân, chưa biết mua loại nào tốt, loại nào ngon, thì trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em một bộ sản phẩm đèn nền backlight cho TV siêu xịn mà mình mới khám phá được. Điểm khác biệt nhất của phiên bản này so với những loại đèn khác đang có mặt trên thị trường nằm ở chỗ đèn có thể sync màu với bất kỳ nội dung nào trên TV như xem YouTube, xem Netflix, v.v. mà không cần phải thông qua bất kỳ HDMI sync box nào cả. Điều đặc biệt là đèn còn được trang bị công nghệ RGBIC. Công nghệ là gì thì mình sẽ giải thích ở phần sau video nha anh em. Bộ sản phẩm mình trên tay đến từ Guvi, một thương hiệu đèn LED khá có tiếng tại Mỹ. Mã của bộ sản phẩm này là H6199. Mình mua phiên bản dành cho TV từ 75 đến 85 inch. Nhà mình thì xài TV 65 inch nha mọi người. Ngoài ra thì đèn cũng có hỗ trợ trợ lý ảo Google Assistant và Alexa giúp em có thể dễ dàng điều khiển ra lệnh bằng giọng nói. Và đây là tất cả những gì có trong bộ sản phẩm, bao gồm một sách hướng dẫn sử dụng. Mình luôn khuyên em đọc thật kỹ trước khi dùng. Tiếp đó chúng ta sẽ có một cái bộ điều khiển bao gồm những cái nút bấm vật lý để anh em có thể tắt mở đèn hoặc là chỉnh những cái chế độ đèn khác nhau. Đi kèm với đó sẽ là một cái cục nguồn. Và nhà sản xuất cũng có tặng kèm cho chúng ta những cái dây kẹp cố định để chúng ta đi dây đẹp hơn phía sau TV. Cùng với đó sẽ là hai cái khăn lau cồn để có thể vệ sinh TV trước khi dán cuộn LED. Còn đây chính là cái cuộn LED nha anh em, dành cho TV từ 75 đến 85 inch. Còn đây là camera cảm biến dùng để quét màu màn hình TV. Nhược điểm lớn nhất của bộ sản phẩm này nằm ở chỗ là anh em phải setup cái camera cảm biến này ở phía trên TV để có thể quét màu và sync màu từ màn hình. Còn đây là những cái cục hit giúp camera có thể xác định được cái vùng cần quét màu trên TV. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp đặt và demo sản phẩm cho anh em xem luôn. Bước đầu tiên anh em cần làm là dùng khăn cồn để vệ sinh sơ bề mặt sau TV, giúp cho keo trên cụt LED có thể bám chắc hơn. Tiếp theo sẽ là đi dây LED. Đi xong thì dây sẽ trông như thế này nè anh em. Bước tiếp theo sẽ là lắp đặt vị trí cho camera cảm biến. Có một mẹo nhỏ để anh em có thể giấu đi cái phần camera này, sẽ set up cái phần camera này ở phía dưới TV, có thể lấy sao ba che đi hoặc là lắp ở kệ giống như mình nè. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng những cái cục hit này lắp ở những cái góc của cạnh TV để giúp cho camera cảm biến có thể dễ dàng xác định vị trí cần quét màu trên màn hình TV. Tới phần bước setup trên app thì mình sẽ bỏ qua vì phần này khá dễ, anh em cứ làm theo các bước ở trên app là được. Mình sẽ tới phần demo trải nghiệm sản phẩm luôn. Điều mình ấn tượng nhất khi sử dụng và trải nghiệm Guvi nằm ở phần ứng dụng. Anh em có thể tha hồ tùy chỉnh nhiều chế độ hiệu ứng màu khác nhau. Ngoài ra như mình nói ở đầu video, bộ sản phẩm Guvi Dreamview T1 này được trang bị công nghệ RGBIC. Hiểu nôm na thì công nghệ này trên từng đoạn LED sẽ có một con chip IC để điều khiển mắt LED, nên từng đoạn LED sẽ có thể tùy chỉnh màu theo ý thích của mình. Từ đó anh em có thể thỏa sức sáng tạo màu sắc mà mình yêu thích. Quá tuyệt vời đúng không anh em? Với bộ sản phẩm của Guvi sẽ giúp anh em nâng tầm trải nghiệm giải trí trên TV lên một tầm cao mới. Những nội dung trên TV anh em xem sẽ có cảm xúc và chiều sâu hơn. Bộ sản phẩm này mình mua trên Shopee, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Anh em nhớ add code trên màn hình để nhận được mã ưu đãi giảm giá 10% khi mua sản phẩm trên Shopee nha. Nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.